Cô Hiền kính chào quý vị. Hôm nay 12 tháng 4 năm 2016 và clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu hai chiếc tủ góc bằng gỗ hương. Một chiếc là vuông 60 và một chiếc là vuông 70. Cái chiếc mà đang gần tôi hơn là vuông 70. Và cái nhận dạng rất dễ là cái chiếc vuông 70 là chúng tôi ở phía dưới chúng tôi làm hai cánh. Đây. Còn chưa có bắt cái núm nào, chưa mở được. Thế còn chiếc là vuông 60 thì chỉ làm một cánh thôi. Và cái này thì làm bằng gỗ hương đỏ, hương Lào với cái chất rất là xịn. Và cái này thì mới làm xong, vẫn chưa qua phần cạo nạo đánh giáp. Đây bên trong vẫn còn nguyên cái đá mùn cưa ở đây. Và chúng tôi sẽ đi xung quanh để quý vị nhìn thấy là chất gỗ là đều đỏ đẹp tuyệt đối. Chất gỗ hương này thì không còn gì phải nói cả. Và chúng tôi đang quay đây theo yêu cầu của một khách hàng ở Phan Thiết. Anh cũng hỏi tôi từ lâu, nhưng mà đợt trước là còn một chiếc thì tôi bán về Văn Quán rồi. Và đến hôm nay thì mới xong tiếp hai chiếc này. Đợt tới chúng tôi vẫn đang làm tiếp. Đây, chiếc này là chiếc số 1, chính là chiếc vuông 60. Còn bên này chiếc số 2 là chiếc vuông 70. Đây, tôi đang đi ra đằng sau đây, quý vị xem. Gỗ thì đều đặn, đều chăm sóc hết. Đây chúng tôi đang quay ở phía trước tầng 1 khu A của đồ gỗ Đức Hiền. Còn bên kia chính là khu B của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đi vào chi tiết. Ở cái này thì vuông 60 và được ngắt làm hai phần. Đây thôi. Đây, tầng dưới tầng trên mới thể nhấc ra. Đây, đấy. Quý vị nhìn này. Ở dưới là tầng dưới là có một ngăn kéo và một cánh. Alo. Vâng. Dạ, em ở xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, vâng ạ. Công cụ ạ, vâng ạ. Đúng rồi, em có cả khu A, cả khu B mà. Hiện nay các cái mẫu này em đang có nhiều mẫu và đang có 5 bộ đang sẵn sàng đây rồi. Vâng, bác có thể lấy ngay được. Anh ơi, một bộ đấy là 25 triệu. Ở phía cuốn thư là cuốn thư có phượng hoàng ở trên. Và đôi câu đối cũng có phượng hoàng ở trên, kỳ lân ở dưới. Có phải không anh? Đúng rồi, chính xác ạ. Vâng. Vâng, 25 triệu đấy ạ. Và bác ở gần thì em bao cái phần vận chuyển luôn.